ចាឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីយើងកាត់ដៃប្រភេទហ្នឹងណាប្រភេទនេះយើងតពីកមកណាសម្រាប់ដៃប្រភេទហ្នឹងគឺយើងតពីកមកចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងកាត់ដៃប្រភេទនេះបានគឺយើងត្រូវកាត់ជាទម្រង់រៀងតួអាវខ្លួនអាវបើយើងហើយសិនណាហើយដេរកប់យើងឲ្យស្អាតជាប់កប់ជាប់អីស្អាតហើយសិន chăn nhờ nơi tập tu sờ cọ ao nè tu cọ nè nhưng chẳng những chụp cục khoảng một mò hai hai mò nè hay nâu ở tu sờ cọ nè nhưng ở tuần côn tế chà chẳng ụt hoa thà chà ụt hoa thà nè tiền mùi nít khi dân ban cắt rụi hời nè cắt rụi hết đề rụi chi cọ chi khli ấy mà sạt hời nè chà thà tiền nít cứ chỉ cần nạp mà dương cho nè chi cọ hời mà sạt hời chẳng như vô vi mà đã lên mà đã càng nè hay thà nó cứ chụp tem tu ao bây giờ miên sòng khang nè tay cái nắp bây giờ sầm tóc cái đầu bây giờ chẳng cứ dương miên tầm chỉ hiên tê tôi tự dương cắt lờ ao bây giờ mình bây miên sòng khang nè chẳng ụt hoa thà bây miên sòng khang chọn nè chà chẳng dương trao vô tu ao bây giờ nấy vô tôi đã lơ mà đã cắn đầm bấy dương chí rô nè tu đầy bạc nè nè chà hay xem rạp tu đây bạn nít bóng phôn ảnh cắt tùm hôm mờ chà tùm hôm ấy thông sân máu chà nhưng bắt cửa đá chì tí chà bắt cửa đá chì tí chăng mờ ná bắt cửa đá chì tí chăng máu hay nhìn cặp váy xài sập máu chà xài sập xì ấm hay tự tân ní nhưng vô ta xàm pi sân máu ná tự tân ní nhưng vô xàm pi máu hay bà đòi ní nhưng vô xài sập xì ấm bắt cửa đá chì tí ná chà hay mình tập một tiết chà mình tập mình tiết dương vô mà là căng bây giờ mà đã máu nè chà vô mà là căng bây giờ mà đã chân máu hay dương vô tu ao sạch cả mặt bây giờ để dương cắt rụi hơi nó vô mà đã lên mà là căng bây giờ bạn nít chà chân ở bên trẻ nó nơi tập tua có dương ở tuần côn có nó chăm pe dương đặt đầy nó hết chân dương côn chà hay dương đặt bia máu đòn chui vị bạn nên nấp tầm bây giờ chạp rô tầm ruộng cọ ở đại ả bây giờ chà ní cứ cò bây giờ nấp chà ok ní cứ cò ao bây giờ tầm ruộng cò ao chơi như vô bông mà dương nếu bây giờ cắt hơi mảnh tôm hùm bây giờ trầm mảnh nó mà đã máu chà đại châm cho này cái đá này nè châm này nhít đại châm cho này cái đá này hay dương tôm chôn mùi xanh máu đầm bay tốt chà hay một cái dương chặt ly khi bị kế đầm bay vào giờ đây bây giờ cứ vì thù nè này nè chà chẳng bông bông ạ chặt bay phi các bạn buôn phi các bạn trầm phi các bạn xì xong dương sẽ lành thả ở đây bây giờ nhà cái này bây giờ đặt đây một thằng này nhé chà bây giờ đây dương được thằng khnông nè nè thằng khnông này bây giờ lực tới bờ sân thì sạch như bị sao chán chân đây dương lực đây sưu rồi thù đó tại bờ sạch như sao tích đây dương lực của bà nó tầng chân dương chập đanh lùm lầm tam tu và ào bây giờ máu chà cái khnông này nè bọt pin chân mất đanh vì mà mò nó cũng ở việc thọt dư vào cùng ai vì sao sạch về khẩy nè thì cho những bạch pi pi lệ màu nè rồi bạch phí chà bạch phí những bạch pi pi lệ màu chà hãy bóng phổn tốt gặp ní chà chân chặt mắn phí phí xong dưỡng tề nè xong dưỡng sẽ lạnh ai tờ lý ấy rồi bạch tờ lý với thồng nè để bóng thồng hai xem rạp đây nó khoảng đây cứ dừng đánh ra hột đó non khẳng cỏi nè non khẳng cỏi bây giờ chà hai giờ bây giờ xem rạp ao đi khoảng đây dừng ai vô non một cỏi nó mà đã hai cái bàn đài nè bây giờ để cái nạch bây giờ hơi nè đầm bay dương tiếp sử lực đầy nâng có nó ai xì như tầm đòn
chúng ăn bị bạn thế cọ bông ôn nè, xem rạp mồi đi cọ bông ôn chặt máu dương nhìn mà là càng mơ sờ, xem rạp bông ôn để cạn nó tam té nè, xem chỉ cọ nhìn mà là càng té, chẳng cọ ai giờ đánh tam khuôn mà nuôi dương chia sải bàn nó bàn tay cọ thay vì của bạn tích trong thang, trong cát to mà chồ nè. Bây giờ dương nhìn mà là càng chẳng môi nó té, có sùm giang đài nè. Vậy mà là càng vì mình chỉ play nè nè tê chứ mà không rạp dương thay chong cắt cả ác luôn ấy cô tự nhiên mà là càng nè tê muối sưu chà khởi hành chân bật tập bị dương cắt bàn tùm rộng bạp ni chặt chịp bàn tùm rộng bạp ni hơi nè ủ thật là nóng cỏi bị dương bật sơ dương sẽ lãnh cho chơi chứ nhìn cho đó chơi đó chị sẽ đánh co chị sẽ đánh bị dương tờ nè mà ná mà nâng màu ná và thầy dùng vô rẽ trầm nâng cái trầm nâng tờ ná thì gặp bằng hà tì thầy dùng trịa máu chà trịa và nâng máu chà chân cầu thì dùng trịa đi hái chà trịa trung khẳng này bởi vì trung khẳng cầu bởi dùng đi hái chà bằng tập mất tiết cứ dùng vô tùm ruộng tam đầy ao bởi dưỡng chà để sao cả đào và dưỡng cứ vi rừng á chén trâu thô vị cạch vị tôn xanh máu chà chà chén ăn sma và dưỡng á bây giờ đào mà càng nguyên tiết để mình sma có lắm vi sưu chi nguyên tiết á chà hay dưỡng chia tam tùm ruộng đầy ao và dưỡng á chà chén bóng con sẽ lạnh muối chia muối sẽ lạnh trúng chia trúng màu á ai chuẩn bị nấy chà nè chỉ mình chọn đây nè nè cha con được thôi cá chìa bạn như thế cha hai thằng cái đôi khi nhé cha chúng như chị ban tận năng màu nè, bữa tới bây giờ thợ ban tận năng hơi nè, sản phẩm sản lực đầy bây giờ chả, hay dương vô từ cạn lơ dương đọt vía máu, hay dương vô vía từ cạn lơ cạn nặn bây giờ nè, chứ sản phẩm cá cạn lơ cạn nặn bây giờ chả, cứ dương trâu trâu cạn nặn bình chết nè, sản phẩm tụ đầy nè dương trâu trâu cạn nặn bình chết, đầm bay khỏe ăn nè, chả chứ dương dương liệt vía chẳng máu chả. Liệt vị ở chẳng mới hay xem ra cái lạnh chặt chìm nâng nè nè cái lạnh chặt chìm nâng để dừng chặt chìm nâng dừng từ cà chập vị nè đầm bay bay dừng cắt lời cái nát tới dừng nâng thay chỉ mới chặt chìm bây giờ cứ cái lạnh mùi nà nè nè chập vị chẳng máu chà chập vị chẳng máu ở miền mụng trời nè bạn dừng nâng thay cái lạnh chặt chìm bây giờ cứ chỉ lạnh mùi nà nè nè chập vị chẳng máu hay đập bay dương ngờ coi vô viết cắt lơ cái nát bình chặt máu chà vô viết đã cắt lơ cái nát bình chặt bây giờ nè rồi hái dương thưa cá chập chìp tam chấm được chập bây giờ ni muối đã từ lơ tu ao bây giờ để đợi dương nhom bằng hành mình rồi hái dương coi thưa cá con co tới cứ chỉ cá sành nè xem rập một ni phẳng đá